Xin chào các bạn, mình là Hanbi của MV Review. Hôm nay chúng ta sẽ có bài review về một mẫu Gundam thuộc series Iron Blooded Orphans, hay chúng ta hay gọi tắt đó là IBO. Đó là mẫu 1/100 Full Mechanic Gundam Vidar. Trước khi nói bất cứ thứ gì về phần ngoại hình thì mình muốn nói qua một tí về cái dòng 1/100 Full Mechanic này một tí đã. Trước đây khi cái tên Full Mechanic này tồn tại thì cái thể loại 1/100 mà không phải là MG này gọi là RA 1/100 hay gọi cách khác là Reborn 100. Dòng này thì nhiều người hay bảo nó là cái thể loại phóng to kích cỡ của một con HG lên, nhưng mà thực sự thì mình thấy nó không có đến nỗi như vậy. Dòng Full Mechanic Reborn này nó chỉ được gọi là hơi thiếu một tí để lên được cái tầm vóc của một con MG thôi, chứ nó không có đến nỗi gọi là một con HG phóng to. Khi các bạn ráp vẫn sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn, nó khác và nó khó chịu nhiều hơn so với lại con HG. Cho nên là dành cho những bạn nào đang băn khoăn cái vụ có nên có phí tiền khi mua những cái con 1/100 Full Mechanic này hay không, thì mình xin khẳng định là không. Số tiền các bạn bỏ ra vẫn sẽ ứng với những gì các bạn nhận được, cho nên là cứ an tâm mà mua thôi. Tiếp theo là về con Gundam. Gundam Vidar là một MS xuất hiện trong Season 2 của series phim nêu trên. Chung thì cảm nhận nó ra sao chắc ai cũng xem phim rồi, cho nên là mình cũng không cần kể nữa. Nói chung là độ ngầu của nó cũng thuộc loại top trong cái dòng phim này rồi, kể ra thì nó cũng dị lắm. Qua đến phiên bản gameplay của Gundam này thì cụ thể là phiên bản Full Mechanic, chắc chắn là khi nhìn video của bọn mình thì các bạn sẽ thấy cái màu của nó có hơi sai sai. Đó là vì con Vida của bọn mình làm ở đây, nó đã được thành viên của nhóm mang tên Bạch Nắp Quan Tài sơn lại Full Metallic. Thế nên là đây không phải là cái màu sắc mà các bạn sẽ có được khi ráp chai xong. Nhớ cân nhắc cái chuyện này. Ngoài vụ sơn metallic ra thì những cái màu sắc còn lại là tương đối không sao đẹp máy so với các bản gốc. Màu sắc được phân tách theo từng part rất là đầy đủ, không phụ thuộc nhiều vào sticker để tách màu như là con HG Vida. Thậm chí là đến cái phần ống, đến cái phần bên trong của ống thruster này nó còn tách part ra để có màu cam nữa. Cho nên là có thể nói Bandai làm con này rất là tốt. Tiếp theo là về phần phụ kiện, chúng ta sẽ nói từ cái to nhất cho đến cái nhỏ nhất. Đầu tiên là cây súng này, chung quy thì nó cũng không có gì đặc sắc lắm. Các bạn cứ lấy cái bàn tay cầm ra, xỏ nó vào và là nó sẽ thực hiện được nhiệm vụ của một cây súng. Nó không có quá nặng cho nên là một tay cầm cũng vẫn sẽ ổn. Tiếp theo các bạn nhìn qua bên hông, các bạn sẽ thấy một cái cán kiếm như thế này. Rút nó ra và các bạn có một cây saber. Phần bộ đái ở bên vái cũng có thể kéo xuống để hỗ trợ cho các bạn pose những tư thế rút kiếm. Ngoài ra thì ở trong phim, cây kiếm này có chức năng thay lưỡi kiếm mới mỗi khi nó gãy. Thì con Gunpla này cũng có thể làm được, nhưng mỗi tội là lúc chơi thì chả bao giờ đụng tới cái chức năng này. Nhưng mà chắc có là cũng hơn không, cho nên là cũng cảm ơn Bandai. Cổ tay có thể bay lên bay xuống để hỗ trợ cho các bạn pose những tư thế đâm kiếm. Tiếp theo là các bạn lật váy trước lên sẽ thấy hai cây súng lục trở về phía sau như thế này. Cái chức năng này ông nào cũng gào lên cái hồ bà con này ra phiên bản HG. Nó không đút được hai cây súng nào phía sau như con Full Mechanic này. Giờ có rồi thì nó cũng mình cũng để đó chứ không bao giờ thèm rút ra. Cuối cùng là phần chân có hai lưỡi dao có thể gập ra như thế này. Chung thì gimmick con này nó khá là nhiều, nhưng mà sự thật là tới lúc chơi thì là chả bao giờ đụng vào. Cuối cùng là phần miếng đồ cơ động. Đầu tiên các bạn có đầu trên một khớp cầu, có thể nhìn lên được như đây và nhìn xuống được như đây. Vai trên một khớp cầu, giáp vai trên một khớp như thế này. Cánh tay có thể đẩy ra ngoài, bắp tay xoay và gập trên một khớp nhưng vẫn khá là sâu. Bộ cánh trên backpack là một khớp cầu, bụng trên một khớp cầu và khớp gập. Piston có thể di chuyển theo bụng khi gập. Váy trước đẩy lên, váy ngang đẩy ra ngoài và có một chút biên độ cơ động trên khớp cầu. Váy sau đẩy ra được nhiêu đây, chân đá lên khá là cao, về phía sau cũng khá là ổn. Sọt rất là ok, bắp chân xoay và chân gập trên hai khớp. Cổ chân là một khớp cầu và một khớp gập. Mũi chân có thể bẻ lên và bẻ xuống. Nói như chung thì đây là một con gameplay rất là tuyệt vời. Mình rất là khuyến khích con này cho những bạn nào thích chơi dòng EBO. Thiết kế nó ngầu, đẹp, nhiều gimmick, là X sticker. Giá cả nó cũng khá là phải chăng. Nhắc lại vụ màu metallic này là bọn mình tự sơn chứ không phải là màu ráp chai đâu nhé. Đừng có mua xong rồi lại lên cây mình bảo sao màu nó không giống như được trên hình. Đó là như vậy, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào bài review sau.